Netizen Trung Quốc được mắt thấy tai nghe kiến trúc nhà ở độc đáo của nông thôn Việt Nam, như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Của cải nằm ở trong tay con người, dù Việt Nam nghèo hơn Trung Quốc, nhưng nhà tự xây ở nông thôn đẹp hơn nhiều so với Trung Quốc." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé? Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé! Những ngôi nhà nên sơn màu trắng để trông đẹp hơn. Vâng, một số trong số chúng đã được xây dựng hơn 20 năm, nhưng chúng không được quét vôi trắng. Cảm ơn bạn đã cho tôi nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy. Mức độ của những ngôi nhà này rất hài hòa với cảnh quan. Việt Nam có quyền sở hữu vĩnh viễn ở khu vực nông thôn và không có thuế tài sản đối với người dân địa phương. Hầu hết các vùng nông thôn ở Trung Quốc đều rất nghèo và chỉ có một số thị trấn ở phủ điền khá hơn. Giá thành cao nhưng thiết kế ở Việt Nam rõ ràng đẹp hơn rất nhiều. Vâng, Việt Nam đã vượt qua Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar và xếp sau Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và họ sẽ sớm trở thành nước phát triển. Đúng, trước đây tôi không ngờ tới. Cho đến khi nhìn thấy, tôi vẫn hơi ngạc nhiên. Ngôi nhà ở nông thôn này thực sự rất đẹp. Đó thực sự chỉ là một ngôi nhà bình thường. Không bằng nhà nào trong làng chúng tôi, ít nhất nhà nào cũng như vậy trở lên. Nếu bạn so sánh Sài Gòn với miền núi Trung Quốc, như vậy thì không có nhiều ngôi nhà như nhà bạn. Đó hẳn giống kiểu nhà tự xây ở vùng nông thôn Chiết Giang. Bạn có nghĩ các thành phố ở tỉnh Lào Cai của Việt Nam có ngang bằng với các thành phố ở Trung Quốc không? Việt Nam vượt Tứ Xuyên nên chắc chắn không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ không cho phép xây dựng nó và chi phí sẽ rất cao. Một thành viên trong gia đình chúng tôi đã làm điều này 3 lần, họ đã đào lên ngay sau khi khởi công xây dựng ngôi nhà. Lần thứ tư, tôi không biết làm thế nào mà anh ấy lại xây được ngôi nhà. 10 năm trước, ngôi nhà của ông nội tôi chỉ được phép sửa chữa chứ không được xây lại. Đó là một ngôi nhà chát đất đã gần 80 năm tuổi bị sập. Người Việt cũng tự xây nhà ở thành phố. Đây được coi là nhà điều kiện tốt ở nông thôn Việt Nam. Đây không phải mức trung bình, điều kiện này rất tốt ở Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần, giống Quảng Tây. Mức tiêu thụ cao hơn chúng ta. Nói thế này, mỗi hộ gia đình ở vùng nông thôn phía đông Quảng Đông của chúng ta đều có loại biệt thự cổ trị giá hơn 1 tỷ đồng này. Tôi ở Việt Nam chỉ có một số ít biệt thự như thế này. Phần lớn là những ngôi nhà hình chữ nhật chỉ có một tầng, nơi các cặp vợ chồng, người già và một đám trẻ con chen chúc nhau. Tại sao khi ở Việt Nam, những gì tôi thấy lại không như những gì bạn nói nhỉ? Bạn có dám nói cả làng đầy rẫy những biệt thự như thế này không? Những ngôi nhà như thế này ở khắp mọi nơi dành cho những người giàu có. Có lẽ những nơi tôi đến khác và những điều tôi thấy cũng khác. Bạn nói rằng vùng nông thôn phía Bắc Giang Tô, nhìn chung là tồi tệ nhất so với vùng nông thôn ở Việt Nam, nơi không có người dân giàu có. Cũng giống như khi người nước ngoài đến Trung Quốc, họ thường đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến vậy. Thành phố bẩn và bừa bộn, nhưng nông thôn lại có cảm giác sạch sẽ, ngăn nắp hơn thành thị. Đây là một đại gia đình ở Việt Nam, Douyin kêu ở đó ngày nào cũng cúp điện. Tôi ở đó mỗi năm mất điện có một lần thôi. Họ mua điện từ Trung Quốc, mùa hè này họ nhảy cẫng lên khi chúng tôi cắt điện, họ sẽ liên tục bị cúp điện. Một đồng nghiệp cũ của tôi đang ở Việt Nam đúng là có chuyện cúp điện, mà anh ấy đăng lên. Điều đó không rõ ràng. Dù sao, công ty của tôi đang thực hiện dự án Apple ở đó và không có tình trạng mất điện, như bạn đã đề cập. Bạn gái tôi sống ở nông thôn Hải Phòng. Căn nhà như thế này có giá từ 2 tỷ đến 3 tỷ. Điều này cũng tương tự ở vùng nông thôn Trung Quốc. Giá 2 đến 3 tỷ đồng là 800.000 đến 900.000 tệ, và Hải Phòng là đô thị trực thuộc Trung ương. Bên đó có phải là 1 đến 1,5 tỷ bình quân không? Sau khi những ngôi nhà ở vùng nông thôn Trung Quốc được xây dựng xong, không có công việc nào được thực hiện bên ngoài. Không có ai sống ở đó và mọi thứ đều trống rỗng. Một ngôi nhà được xây tốt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ học vấn. Các vùng nông thôn ngày nay có thể xây những ngôi nhà trống 5 tầng, nhưng không bao giờ có thể xây những ngôi nhà 2 tầng có trang trí. Nếu không có giới hạn về chiều cao ở vùng nông thôn Trung Quốc, có lẽ sẽ có nhiều tòa nhà cao hơn 10 tầng. Đây là khu đô thị của thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu đô thị của Hà Nội. Hãy để tôi chỉ cho bạn các quận bên dưới thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Việt Nam có rất nhiều người giàu. Không phải ở Trung Quốc cũng vậy sao? Suy cho cùng họ là một những nước phát triển. Phong cảnh ở Việt Nam đẹp quá. Đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước phát triển thôi. Ở đâu cũng có giàu và nghèo mà. Thì ra đây gọi là dấu của cải trong nhân dân.
có một số người quảng cáo quá đà ở đây. Việt Nam sẽ vượt Tây Bắc, Tây Nam nước ta trong 8 năm phát triển. Nhà họ xây dựng tốt nhưng đi ra ngoài mới thấy cơ sở hạ tầng đầy đổ nát. Nước, điện, thoát nước đã làm tốt chưa? Chúng ta không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài sao? Nếu bạn muốn tôi là cư dân biên giới, tôi sẽ tin bạn. Nếu tôi chưa từng đến Việt Nam, tôi sẽ tin điều đó. Hóa ra Việt Nam là nước phát triển. Châu Phi cũng có nhà tự xây đẹp như vậy. Châu Phi có phát triển hơn Việt Nam không? Tôi có thể chi 3 triệu để sống ở Việt Nam đến hết đời không? Cho tôi hỏi một người có thể đại diện cho 100 triệu người không? Đi Phúc Kiến xem nhà người khác này các bạn. Điều này có đúng ở Việt Nam không? Không thể nào. Bạn có thể so sánh với chỉ một tòa nhà của họ sao? Nếu có tiền, bạn cũng có thể trang trí thật đẹp. Mọi người bình luận đều nói hay nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Gần đây, việc con rể Trung Quốc xây nhà cho gia đình mẹ vợ trở nên phổ biến. Việt Nam hiện nay giống với Trung Quốc năm 2005, nhưng vẫn có những khác biệt rất lớn giữa các vùng và giữa các cá nhân. Chắc phải có người giàu có ở đó. Đây không phải là vùng nông thôn thì phải. Nếu đào kênh xong, sẽ cắt đứt 30-40% nền kinh tế họ. Những tòa nhà kiểu Pháp ở vùng nông thôn của họ thực sự trông đẹp hơn những tòa nhà hình hộp ở Trung Quốc. Làm mặt tiền hẹp và dài để tránh thuế, kết hợp với kiến trúc Pháp. Đây có phải là ngôi nhà của một người bình thường không? Những người bình thường thực sự ở sau nó. Hơn nữa, ngôi nhà này cũng không đẹp lắm. Hãy nhìn những ngôi nhà phía sau biệt thự trong những bức ảnh bạn đăng. Đó là những người bình thường. Nếu bạn sống một mình, một tòa nhà 3 tầng ở nông thôn là đủ. Các thành phố khác sẽ không ảnh hưởng đến nhà ở nông thôn Việt Nam. Giống ngôi nhà sang trọng ở Putian, Phúc Kiến. Đây là sự trỗi dậy của Đại Việt. Nhiều nhà tự xây ở đây có thang máy. Họ đến từ một vùng giàu có. Các bạn cũng là khu vực phát triển ở Việt Nam. Đây là tỉnh Tuyên Quang, miền Bắc Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là có nên so sánh cái này với cái kia hay không? Không tính Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Giang Tô, Chiết Giang, ở những nơi khác còn có những ngôi nhà tự xây tốt hơn nơi này. Tôi đã đến Việt Nam 2 lần. Việt Nam cũng rất nghèo. Bạn đã từng đến vùng Tây Tạng chưa? Bạn đang so sánh nó với một ngôi làng bình thường ở Việt Nam sao? Có lẽ ở quê hương của blogger ở vùng nông thôn còn tệ hơn họ. Vậy là bạn không chụp ảnh những khu vực trù phú của Việt Nam. Những gì bạn chụp là bình quân đầu người ở Việt Nam sao? Mình ở đây hơn tháng rồi mà chưa hề bị mất điện lần nào. Muốn so sánh thì các bạn phải ra tận mắt mà xem, đừng ngồi dưới giếng nhìn trời. Đất đai của Trung Quốc không được tư nhân hóa, nếu không bạn sẽ nghĩ mình đến nhầm quốc gia. Nhưng mỗi cái đều có cái hay riêng của nó. Điều quan trọng là bạn hạnh phúc. Các vùng nông thôn của chúng ta cũng được tư nhân hóa, quyền sở hữu miễn phí. Ở nước ta không có cái gọi là tư nhân hóa đất đai, chỉ có quyền sử dụng. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của dân làng và điều này đã được đề cập khi chia ruộng. Diện tích đất được giao cho dân làng để xây nhà cũng rất lớn. Hồi đó dân số tăng vọt. Từ những bình luận của netizen Trung Quốc, có thể thấy họ nhìn nhận về kiến trúc và phong cách xây dựng ở nông thôn Việt Nam với sự ngạc nhiên và tôn trọng, dù vẫn có sự so sánh với Trung Quốc. Dưới đây là những kết luận chính về quan điểm của họ. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của những ngôi nhà tự xây ở nông thôn Việt Nam, nhất là so với một số vùng nông thôn nghèo hơn tại Trung Quốc. Họ cho rằng nhà ở nông thôn Việt Nam hài hòa với cảnh quan và có tính thẩm mỹ cao, vượt trội hơn cả về thiết kế so với một số vùng tại Trung Quốc. Một số netizen thừa nhận Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, vượt qua một số quốc gia trong khu vực và có tiềm năng tiến lên thành nước phát triển trong tương lai. Họ cũng nhận thấy có những khác biệt lớn giữa các khu vực giàu và nghèo tại Việt Nam, giống như Trung Quốc. Một số người cho rằng mặc dù nhà cửa đẹp, nhưng cơ sở hạ tầng như điện, nước và hệ thống thoát nước của Việt Nam vẫn còn yếu kém, nhất là khi so với các thành phố lớn của Trung Quốc. Một số người cũng đề cập đến việc mất điện, tuy nhiên, những người khác cho rằng điều này đã được cải thiện. Quyền sở hữu đất đai, nhiều netizen tỏ ra bất ngờ với việc người dân ở Việt Nam có quyền sở hữu đất lâu dài ở nông thôn mà không phải đóng thuế tài sản, trong khi ở Trung Quốc, đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước, chỉ có quyền sử dụng trong thời hạn. Một số người cho rằng, hình ảnh những ngôi nhà đẹp ở nông thôn chỉ là sự phóng đại và có thể không phản ánh thực tế bình quân ở Việt Nam. Một số người tỏ ra hoài nghi về mức sống và cho rằng họ cần đến tận nơi để trải nghiệm thực tế, thay vì nhìn qua các hình ảnh trên mạng. Tóm lại, netizen Trung Quốc có cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa so sánh, và họ công nhận Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong phát triển nông thôn, nhưng cũng cho rằng còn một số điểm cần cải thiện trong cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng.